chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Chiều hôm nay tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con. Đến cho người, người em anh yêu, người em anh mến, mẹ ơi trông đến. Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con hòa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau dù bao gian khó, có mẹ đừng lo. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu tình thương tha thứ. Hãy khi nào hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời ca tri ân nhờ mẹ thương đến chớ che đời con.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa. Chung quanh anh Giuse Đào Văn Khánh và chị Maria Nguyễn Thủy Linh, trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện được tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trên và bình an dưới lên cho người thiên thần. Chúng con đã mời Chúa, chúng con Chúa tôn Chúa, chúng con tôn lạy Chúa, chúng con sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Sáng Thế: Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con cưỡi cái người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi sống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi lầy lở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất.
Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Của chúng ta không phải là chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác vì lợi ích của họ và để xây dựng. Thật vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy, anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ Đức Kitô. Nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn đầy hy vọng. Đó là lời Chúa. Chúng ta hãy thương yêu nhau như Thiên Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai cũng thiết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, cứ vào cái dịp cuối năm thì chúng ta được mời đi ăn tiệc rất là nhiều. Vừa qua có người nói với tôi rằng hơn một tuần nay không có ăn cơm ở nhà, ăn mỗi bữa sáng thôi. Mà sáng thì lại được bạn bè gọi đi ăn sáng ở ngoài. Lý do là bởi vì được mời đi ăn tiệc. Tiệc cải cát này, tiệc cưới này, nguyên tuần này trong lịch phục vụ của tôi là có 7 đám cưới. Sáng hôm nay thêm một đám nữa ở trên Bìm cho một anh 58 tuổi với chị 48 tuổi. Ngày hôm nay giáo xứ của chúng ta có 3 lễ cưới: Vĩnh Ninh, Chi Thủy và bây giờ là ở đây. Và cứ mỗi lễ cưới thì lại có 2 nhà mời. Thành thử ra là chúng ta đi ăn tiệc nhiều lắm. Chưa kể cuối năm thì sẽ có tiệc tất niên, rồi tiệc tổng kết đủ thứ cả. Và theo sự thường thì ăn tiệc sẽ có rượu. Với các bà, các chị và cả các sơ nữa, không có rượu chả vấn đề gì, mình vẫn ăn như thường, vẫn ngon như ai. Thế nhưng mà với các ông mà không có tứ rượu thì như rước kiệu mà thiếu đức bà vậy. Mâm thịt chó bày lên rõ là ngon, thế nhưng mà không có rượu ngon nữa thì đúng là không ăn được. Ngay cả các thầy trong đại chủng viện cũng thế. Có một lần có một người khách mời các thầy trong đại chủng viện, hồi đó tôi vẫn đang học chủng viện, một bữa thịt chó. Theo lẽ thường thì đức cha giám đốc sẽ cho mỗi mâm 8 thầy một chai 330 ml, tức là phải chia nhau mỗi người một tí. Thế nhưng không hiểu hôm đấy cụ thế nào, cụ xuống dặn nhà bếp hôm nay không cho các ông uống rượu. Thế nhà bếp bảo thịt chó ngon thế này mà không cho uống rượu thì làm sao mà ăn. Ngài bảo kệ họ. Thế là xuống mâm cơm bày ra rất ngon, thế nhưng mà không thấy cái chai nước nói đâu cả. Anh em cứ nhìn nhau thôi. Thế nhưng mà tạ ơn Chúa, trong chủng viện thì lâu lâu mới có một bữa, cho nên là cuối bữa trên mâm vẫn không còn gì cả. Thế nhưng với chúng ta ngày hôm nay thì khác. Rượu làm hoan hỷ lòng người, Kinh Thánh nói như vậy.
Đương nhiên nhiều quá thì nó không thể nào làm hoan hỷ được. Với người Do Thái ngày xưa, rượu cũng có vai trò quan trọng trong bữa tiệc. Và người ta tổ chức đám cưới không phải như chúng ta một ngày hay là hai ngày. Có người khoe với tôi rằng cứ mỗi đám cưới thì được ăn bốn bữa. Không biết có đúng không? Nhưng với người Do Thái thì người ta có thể kéo dài cả tuần, nhất là với những gia đình có điều kiện. Mà tiệc rượu của họ thì không phải là ăn theo giờ, cứ bao giờ mà thấy chán thì thôi. Nhiều lắm. Cho nên mới có cái chuyện là người ta trữ rượu cả ngàn lít. Hôm nay tin mừng theo Thánh Gioan cho chúng ta được biết một cái tiệc cưới ở làng Cana, và là nơi đầu tiên Chúa Giêsu làm phép lạ. Một số ông thích cái phép lạ này lắm, là bởi vì Chúa hóa nước thành rượu, chẳng bao giờ lo hết rượu cả. Hôm nọ có người còn nói với tôi rằng đất lên không sợ, vàng lên không sợ, chỉ sợ rượu lên giá thôi. Rượu lên giá thì không biết uống thế nào. Tức là muốn nói rằng cái vai trò của rượu, chúng ta và người Do Thái ngày xưa cũng vậy. Và với người Do Thái, thời Chúa Giêsu đang tiệc cưới mà hết rượu, thì không chỉ đôi tân hôn mà cả gia đình sẽ bị bẽ mặt với họ hàng làng xóm, với những khách được mời. Tức là thiếu đi một sự chuẩn bị chu đáo. Chẳng khác nào cái việc chúng ta mời khách đến nhà, mời đến nhà thiếu cỗ, đang ăn cỗ, hết thực phẩm. Bây giờ thì chủ nhà sẽ là những người rất là khó xử, nếu như không muốn nói là xấu hổ. Với người Do Thái cũng như vậy thôi. Và những người chạy bàn là những người thể hiện một cái sự cố một cách rõ nhất. Và như Thánh Gioan nói, Đức Mẹ đã ghé tai Chúa Giêsu. Đức Mẹ ghé tai bảo rằng họ hết rượu rồi. Đức Mẹ không biết có uống rượu không, đấy, nhưng mà rất là tinh. Những người chạy bàn lo tiếp rượu ở các bàn cỗ, đấy, nhưng bây giờ chỉ cầm mỗi cái ca không thôi. Sự tinh tế của Đức Mẹ, và đó chính là sự tinh tế của những người phụ nữ, rất là chi tiết và cũng rất nhạy bén. Đức Mẹ ghé tai Chúa Giêsu bảo rằng họ hết rượu rồi. Tôi đọc thì như vậy, đấy, nhưng mà cái lời Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu đó là một lời cầu xin. Ẩn đằng sau câu nói đó, Đức Mẹ muốn nói với Chúa Giêsu rằng hãy làm điều gì đó đi giúp cho họ, hãy làm điều gì đó đi để cho họ khỏi bẽ mặt, hãy làm điều gì đó đi để cho niềm vui của đôi tân hôn được trở nên trọn vẹn. Và Đức Mẹ quay sang nói với các gia nhân: người bảo gì các anh cứ thế mà làm. Những gia nhân rất là lạ, đổ nước vào chum. Thánh Gioan bảo rằng có 6 chum đựng được khoảng 80 đến 120 lít nước. Chúng ta cứ nhân 6 với 8 là 480. Và nếu 6 nhân với 120 thì nó thành 720. Ông nào mà nghiện rượu mà thấy một kho rượu với 720 lít thì sung sướng vô cùng. Chúa Giêsu bảo họ hãy đổ nước vào rượu, đổ nước vào chum đi. Các gia nhân làm theo. Họ làm theo với lòng tin. Và Chúa Giêsu bảo họ múc mang cho ông quản tiệc. Chúng ta thấy có điều nào lạ lùng hơn như vậy không? Ngài không làm cái gì cả. Ngài không phải cho vào cái xăm xe ô tô, hay là vào một cái can nhựa đi đường xóc xóc sau một hoặc hai cây số nó thành rượu. Ngài cũng chẳng cho một vài viên thuốc vào đó. Thế cho nên trong một cái sự kiện thì có một chàng thanh niên, xin lỗi, có một vị giáo sư đã nói với một cử tọa rằng cái việc mà ông Giêsu hóa nước thành rượu nó là một chuyện rất bình thường. Nó là một sự kiện của hóa học.
tôi có thể làm được hơn như thế. Ông ấy mang ra một cái ca nước to và ông ấy bỏ vào đó một viên thuốc nhỏ. Từ ca nước trắng nó biến thành ca nước màu đỏ. Và ông lại bỏ thêm một viên thuốc nữa vào đó, nó lại biến thành ca nước màu vàng. Cứ như vậy, ông ấy như kiểu là một người diễn xiếc ở trên trước cửa tòa. Thế và khi ông làm như vậy thì đám đông vỗ tay hoan hô rất là náo nhiệt. Ông này tài quá. Thế nhưng mà có một chàng sinh viên giơ tay phát biểu: thưa ngài, ngài thật là giỏi, nhưng ngài có dám uống cái thứ nước ngài vừa tạo ra không? Ông giáo sư này ngắn tũn mặt lại: đâu có dám uống. Thế nhưng mà cái nước Chúa Giêsu biến thành rượu thì làm cho người ta hoan hỉ lòng người, đến độ mà ông quản tiệc phải trách tân lang: sao anh lại giấu rượu ngon cho tới giờ này? Và hôm đó chắc hẳn những người được uống cái rượu đó phải vui mừng phấn khởi lắm. Đức Mẹ đưa ra lời cầu xin, Đức Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên để làm cho tiệc cưới trở nên trọn vẹn. Vậy thì khi mà Gioan ghi lại cái sự kiện này, bởi vì Thánh Gioan có mặt ở đó, Thánh Gioan muốn nói gì với chúng ta? Phải chăng chỉ là chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ đầu tiên? Phải chăng chỉ là chuyện Đức Mẹ cầu xin với Chúa Giêsu? Nếu như chỉ như vậy không thôi thì chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta ngày hôm nay. Nếu như nó chỉ đơn thuần là một câu chuyện lịch sử thì mình chỉ đọc lên cho vui thôi. Thế nhưng với chúng ta là những người có đức tin thì những gì Kinh Thánh để lại đều rất hiện hữu với chúng ta trong chính giây phút này và ngày hôm nay. Đức Mẹ, Chúa Giêsu và các môn đệ không hiện diện một cách hữu hình trong cuộc sống của chúng ta, nhưng với đức tin của chúng ta thì Ngài vẫn ở trong cuộc sống của chúng ta, Ngài ở trong con người của chúng ta, Ngài ở trong những người anh chị em bên cạnh chúng ta. Và chúng ta còn xác tín rằng mỗi khi chúng ta cầu nguyện thì Chúa ở giữa chúng ta trong chính lời cầu nguyện của chúng ta, bởi vì chúng ta tin vào lời Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bảo rằng ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ. Chúng ta có một cộng đoàn cả trăm người và chúng ta chắc chắn rằng Chúa đang ở giữa chúng ta để lắng nghe lời cầu xin của chúng ta. Và Đức Mẹ cũng như vậy. Mỗi khi hiện ra ở đâu đó, Đức Mẹ không chỉ an ủi, nhưng Đức Mẹ luôn mời gọi cầu nguyện. Cầu nguyện trong sự hoán cải, cầu nguyện bằng việc lần chuỗi mân côi, cầu nguyện bằng việc suy niệm tin mừng. Như thế thì khi chúng ta cầu nguyện chung ở nhà thờ hay cầu nguyện tại tư gia, thì Chúa và Đức Mẹ luôn hiện diện trong chính lời cầu nguyện của chúng ta. Và khi mà Chúa và Đức Mẹ hiện diện trong lời cầu nguyện của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta, thì các ngài sẽ làm gì? Không lẽ đứng đó để nhìn chúng ta? Không. Cũng như việc Đức Mẹ đã hiện diện ở trong tiệc cưới tại Cana, Đức Mẹ sẽ thấy được những nhu cầu của chúng ta. Không phải chỉ là chuyện thiếu bia, thiếu rượu, thiếu thịt, thiếu rau, mà là cái chuyện trong cuộc sống chúng ta đang thiếu thốn. Tiệc cưới Cana thiếu rượu và họ đã phải băn khoăn lo lắng. Trong cuộc sống của chúng ta, khi mà chúng ta thiếu đi lòng bác ái, khi mà chúng ta thiếu đi sự quan tâm, khi mà chúng ta thiếu đi sự chia sẻ, khi mà chúng ta thiếu đi sự dấn thân và hy sinh cho nhau, chúng ta cũng băn khoăn và lo lắng. Vàng lên 61 triệu, 62 triệu một lượng, có thể chúng ta không mấy quan tâm. Đấy, nhưng mà một người bên cạnh chúng ta có những cái biểu hiện khác lạ, chúng ta sẽ thấy đó là một điều khiến chúng ta phải lo lắng. Một người chồng tự nhiên có những biểu hiện lạ, đi khuya, đi sớm về khuya, thay vì quan tâm đến vợ con thì lại ngó ở đâu đó. Mỗi người vợ như vậy sẽ cảm thấy lo lắng. Và cũng như thế, những người chồng mà thấy người vợ của mình tự nhiên trở nên khác lạ, lo lắng chứ. Cha mẹ với con cái cũng như thế.
Thế thì đó là cái thứ rượu quan trọng trong đời sống của chúng ta, và đặc biệt trong đời sống của gia đình. Và khi mà chúng ta có Chúa, có mẹ trong chính cuộc sống của mình, thì mỗi khi thiếu, mỗi khi vơi, mỗi khi hết, thì Chúa và mẹ sẽ lấp cho nó đầy. Đây là cái rượu gọi là rượu mến thương. Người ta bảo rằng khi mà yêu nhau thì cái gì cũng đẹp, củ ấu cũng tròn. Có phải không các chị? Khi mà yêu nhau thì củ ấu cũng tròn. Đấy, nhưng mà khi ghét nhau thì tròn như hoàn bi, nó vẫn méo. Đúng là như vậy. Khi về với nhau một thời gian, tuần đầu tiên người ta gọi là tuần trăng mật. Tuần thứ hai thì đó là tuần gì ạ? Dập mật. Tuần thứ ba thì gọi là tuần gì? Vỡ mật. Và nếu như ở với nhau sau 5 năm thì là thời gian mất mật. Càng sống với nhau lâu thì càng thấy phải cố gắng. Cho nên người Việt Nam mới nói với nhau rằng người ta sống với nhau không phải chỉ vì tình mà còn vì nghĩa. Thế thì để có được cái sự gắn kết trong thời gian lâu dài, chúng ta cần phải có ơn Chúa. Và để có ơn Chúa, chúng ta lại có một cái chỗ cậy dựa rất là hữu ích. Đó chính là sự tinh tế của Đức Mẹ Maria và lòng thương xót của Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Và để có được sự tinh tế của Đức Mẹ trong cuộc đời của mình và lòng thương xót của Chúa lấp đầy những sự thiếu thốn và trống vắng, thì như tôi đã chia sẻ, đó là cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Các gia đình của chúng ta đừng quên cầu nguyện. Cầu nguyện cho gia đình của mình, cầu nguyện cho gia đình hàng xóm, cầu nguyện cho những gia đình đang bị rạn nứt. Đó là điều giáo hội mời gọi chúng ta sống trong suốt năm này. Cho nên hôm nay tôi cũng nói với anh Khánh và chị Linh, đừng bao giờ quên cầu nguyện. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hãy đọc với nhau một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh. Mai mốt có con cái cũng hãy làm như vậy, để dạy cho con cái biết cầu nguyện, để dạy cho con cái sống đức tin, và để mời Chúa, mời mẹ đến gia đình của mình. Nếu như gia đình nào cầu nguyện hàng ngày mà còn thiếu đi lòng bác ái, mà còn thiếu đi sự chia sẻ, mà còn thiếu đi tình yêu thương, thì cứ vào nhà xứ lôi tôi ra mà đánh. Tôi đám cá như vậy. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, và cách riêng chúc lành cho đôi tân hôn này, để cái rượu tình yêu mà họ có với nhau từ ngày quen biết cho tới hôm nay, nó luôn được giữ. Cho dù sẽ có lúc nó vơi đi, nhưng rồi nó lại được đong đầy nhờ đến với Chúa, nhờ cầu nguyện với mẹ. Chớ gì được như vậy. Anh chị thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích rửa tội mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Đào Văn Khánh và chị Maria Nguyễn Thủy Linh, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Sao anh không ạ? Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa con có. Sao anh có? Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa con có. Sao anh có? Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa con có. Sao anh có? Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập giao ước hôn nhân, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse Đào Văn Khánh,
xin nhận em Maria Nguyễn Thùy Linh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian khan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Em là Maria Nguyễn Thùy Linh, xin nhận anh Giuse Đào Văn Khánh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac, Thiên Chúa của tổ phụ Jacob đã kết hợp hai người nam nữ đầu tiên trong vườn địa đàng. Giờ đây trong Đức Kitô, xin Ngài chuẩn y và ban phúc lành cho sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly, nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Nguyễn Thùy Linh, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành của anh như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Đào Văn Khánh, xin hãy nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Sao lại cứ anh với em lẫn lộn thế, là thế nào? Có run không? Có run thật không? Cho dù run đi nữa nhưng mà vẫn không có cái gì sai cả. Như vậy là bí tích hôn phối của anh Khánh và chị Linh đã thành sự trước mặt Chúa và giáo hội. Họ gắn kết với nhau đến độ xong rồi vẫn cầm tay không chịu bỏ ra. Chúng ta cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ bằng một tràng pháo tay thật đồng nhiệt. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên để cùng dâng lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đãi thương và kiện toàn thánh hóa mối tình của các anh chị em chúng ta đây, là anh Giuse Đào Văn Khánh và chị Maria Nguyễn Thùy Linh. Chúng ta ký thác anh chị em này cho Chúa. Vì hội thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái huynh đệ và nỗ lực thể hiện tình yêu, thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện nơi tổ ấm của mình một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu mà ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này, để họ nên tâm đầu ý hợp,
khiến không gì có thể phân ly những người Chúa đã liên kết, không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Hãy nâng tâm hồn lên. Amen. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân, để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng, bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Đào Văn Khánh và chị Maria Nguyễn Thủy Linh mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hà chị em thân mến, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu của vũ trụ, cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa đã dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây, đã kết hợp với nhau làm thành cộng đoàn phu thê, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa mãi mãi chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Nguyễn Thủy Linh, được ơn biết sống yêu thương thuần hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong Thánh Kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng đáng và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây được kiên trì gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa, và khi biết chung thủy kết hợp với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn, để khi được sức mạnh tin mừng củng cố, họ sẽ nên nhân chứng tốt lành của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng, khi đạt tới tuổi già mong ước, họ được về nước trời hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho việc hòa bình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô cho chúng con. Đấng xóa tội.
xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đặng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời. Xin bình và máu Thánh Chúa Giêsu Kitô gìn giữ con cho cùng được sống muôn đời. Oh.
Một ngày hân hoan quý báu cho ai người, một ngày con người. Chúa đây linh tiên giáng cùng ban nhiều ơn cao sâu. Nguyện cầu ơn trên xuống của cho ai người, muôn đời con người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng yêu ái thánh thiện theo dõi những đình chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện và đã bổ dưỡng bằng cùng một bánh và cùng một chén, cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiệp trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ anh chị hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng anh chị và mãi mãi lưu lại trong nhà anh chị. Xin cho anh chị được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho anh chị nên nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy anh chị nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp anh chị vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Hôm nay đây vui mừng.
trao trong tay giây phút vui này một ngày, và nghe tim rung theo tim tha thiết ân tình rực tươi màu mê. Tình yêu cho nhau hôm nay đoan hứa không phải, hy sinh cho nhau mãi đến bạc đầu, khi nay khi sau giữ gìn tình yêu thắm. Xin dâng bao nhiêu mơ ước, trọn đời được luôn tin chung. Xin luôn yêu nhau say đắm, mối tình còn xinh đẹp mãi. Xin cha thương ban ơn phú, hai người đẹp duyên mãi thôi. Đoạn hứa chung tình xin chắc ân nhân kết hợp tình yêu thắm nồng. Xin dâng bao nhiêu mơ ước, trọn đời được luôn tin chung. Xin luôn yêu nhau say đắm, mối tình còn xinh đẹp mãi. Xin cha thương ban ơn phúc, hai người đẹp duyên mãi.